những đứa con miền sông nước, khi được hỏi đi xa thì nhớ cái gì nhất, thì câu trả lời mà nghe nhiều nhất đó là nhớ quê. Quê hương phương Nam có bờ sông cây trái, có cái võng văn mé hàng tư để bất kỳ tuổi thơ của ai đó, mỗi bữa trưa cũng sẽ được nằm đung đưa nghe bà kể những câu chuyện cổ tích. Câu chuyện kể ngày xưa có bà Tiên, cô Tắm, có chàng Sọ Dừa, có anh em nhà nọ được cha mẹ để lại cho cây khế. Mà cái câu chuyện đó nha, rồi cây khế nè, rồi con chim báo ân diệt ác, ai cũng thuộc nằm lòng rồi, nhưng mà cứ muốn được nghe kể đi kể lại nhiều lần để rồi thương rồi nhớ. Nhớ cái những chùm trái khế vàng ươm lúc lẳng ở trên cây đó, rồi nghe cái giọng kể của bà trầm ấm. Ăn một trái khế, trả một cục vàng, mai túi ba gan, mang theo mà đựng. Những loài cây giống trái của quê hương phương Nam xứ mình ít nhiều đều có những câu chuyện riêng. Những câu chuyện đó gắn liền với ký ức tuổi thơ, gắn liền với đời sống sinh hoạt thường ngày và đi sâu vào nỗi nhớ của nhiều người bằng hình dáng thân quen và hương vị đặc trưng vốn không hề xa lạ. Cây khế của xứ mình cũng không nằm ngoài cái quy luật đó, để luôn luôn hiện diện trong đời sống của bà con bằng cái dáng cây cao gần gũi, bằng cái lá xanh xanh nhỏ nhỏ, bằng bông tím tím mộng mơ, và cả chùm trái kết thành năm khí nhọn, lúc nào cũng căng mọng, lúc nào cũng ngon lành, để gợi nhớ gợi thèm cho biết bao đứa con của quê mình. Khế có hai loại là khế chua và khế ngọt. Nếu mà nhìn sơ thì không phân biệt được đâu, nhưng với bà con mình vốn đã quen thuộc thì chỉ cần nhìn vô là biết được liền. Trái khế ngọt có khía nhọn hơn, trái cũng nhỏ hơn và màu trái sậm hơn nhiều so với trái khế chua, lúc nào cũng căng mọng đầy nước và bự tướng, nhìn là ưng liền con mắt. Mà ngẫm nghĩ thì cũng phải công nhận rằng tạo hóa cũng thiệt tài tình khi đã nhào nặn ra những loài cây giống trái với đủ mọi hình hài và ôm hết đủ đầy hương vị, để mọi nẻo quê hương đều có những dáng hình thân quen, gần gũi. Trái dừa bự và nặng ơi là nặng, trái sầu riêng gai đâm tua tủa mà ngon lạ ngon lùng. Cái thứ trái mè thì lại có nhiều mắt nhỏ, còn giống loài cây khế thì lại cho ra cái thứ trái với năm múi căng mọng, xếp dáng ngôi sao treo lủng lẳng trên cây, không chỉ để gợi thèm mà còn gợi lên trăm thương ngàn nhớ. Trái khế có mùi vị thanh tao cứ động hoài nơi cổ họng, sẽ khiến người ta cứ muốn cắn hoài, thêm miếng nữa rồi miếng nữa. Nếu khế ngọt thì ngọt tê người, còn khế chua thì chua tới ê răng, nhắm mắt. Mùi vị nó đối lập chan chát vậy đó, nhưng trái khế vàng dù chua hay ngọt cũng đều có chung một sự thân quen, gần gũi. Bởi vậy mà dù cho ai, từ đứa con nít hay người lớn, cứ nhìn thấy cây khế là đều ao ước có thể tận hưởng thật nhiều cái hương vị đặc trưng của thứ trái, được coi là hình ảnh thân thương của quê nhà, mà tuổi thơ ai cũng từng ngâm nga những lời thơ mộc mạc và bình yên. Quê hương là chùm khế ngọt, cho con trèo hái mỗi ngày. Hồi còn nhỏ, mỗi lần nghe chuyện cổ tích đó thì Ngọc Phượng cứ thắc mắc hoài là thiếu gì thứ trái không ăn mà con chim thần nó lại đi ăn cái trái khế. Để rồi bây giờ lớn lên nó suy nghĩ lại, biết nhìn nó thì mới biết là cái thứ trái khế là nó có chua có ngọt nè, nhưng đã là một cái loại trái quá là quen thuộc và gần gũi cũng như là ngon lành với bà con mình rồi. Vậy cho nên ông bà mình mới dùng cái thứ hình ảnh của cái trái cây bình dị này nhưng rất đẹp đẽ để viết nên những câu chuyện cổ lưu lại cho tới bây giờ. Mà thiệt là vậy, những cái trái khế lúc liễu ở trên cây nhìn thôi đã thấy đẹp mắt rồi, mà hái xuống nha, khéo tài một chút là làm được biết bao nhiêu là món ngon, món nào cũng đậm hương, đậm tình phương Nam sông nước. Những đứa con của xứ này hầu như ai cũng phải công nhận rằng cách ăn khế ngon nhất chính là tự mình leo lên cây hái xuống rồi đâm chén muối ớt, ngồi ngay tại gốc để thưởng thức thành quả. Mà ngộ lắm mà nghe, cái thứ muối ớt nó hợp với hầu hết các loại trái cây của quê mình, dù là chua như xoài, như cốc hay ngọt như bưởi năm roi thì đều ăn rơ với chén muối ớt này lắm. Trái khế cũng vậy đó, khế chua chấm muối ớt sẽ làm bớt vị chua,
ăn thấy ngon vô cùng. Còn như mà khế ngọt đem chấm muối ớt thì lại càng ngọt lừ, ngọt liệm, đã gì đâu vậy đó. Ăn khế, nói như đúng bài bản thì phải gọt đầu trái, gọt 5 cái viền khía ở ngoài rồi cắt lát ra, đem trộn chung muối ớt. Ăn chua chua cay cay, ngon thôi rồi. Nếu trái khế ngọt chỉ để ăn chơi như một loài trái cây, thì trái khế chua với vị chua đặc trưng của nó đã trở thành một thứ rau ăn kèm và là một nguyên liệu không thể thiếu trong những món ăn của phương Nam sông nước. Thì không thể nào tưởng tượng được nổi món mắm của quê mình sẽ như thế nào nếu thiếu những loài rau dân dã như bông súng, rau đắng, rau nhút, trái chuối non chắc ngầm và đặc biệt là vị chua của trái khế. Từ là ăn mắm sống, mắm kho, mắm chưng hay những món như thịt xào mắm ruốc, cá linh kho mắm ruốc hay mắm tép đu đủ thì dọn lên trên mâm lúc nào cũng là dĩa rau đầy dung, có sự góp mặt của rất nhiều những miếng khế đã được cắt lát mỏng, vàng ươm, thơm lừng và chua một vị chua dịu dịu, góp một vị ngon đã đời. Món mắm của quê hương sông nước dù không thơm, không đẹp, không sang, nhưng mà cứ hễ nhắc tới là ai cũng thèm, ai cũng ao ước được ăn cho căng bụng món ngon đặc biệt này. Nhắc tới mắm thì xứ này nhiều vô số kể, có mắm cá linh, mắm lóc, mắm cá sặc, cá trèn, mắm ruốc, mắm còng và mắm ba khía nữa. Con ba khía nhỏ nhỏ có cái vỏ cứng cứng, đem làm mắm sẽ để dành được lâu và là thứ đồ ăn quen thuộc của bà con mình trong thời gian khó ngày xưa. Người xứ mình cứ kêu trộn mắm ba khía là sẽ bày ra rất nhiều những cách trộn ngon lành, như là trộn chanh đường, trộn với trái me non đập nát và đặc biệt hấp dẫn là mắm ba khía trộn với trái khế chua. Chỉ cần hái mấy trái khế ngon vừa chín tới, gọt đầu, gọt khía rồi sắc lát mỏng. Sau đó đem trộn chung với mớ mắm ba khía đã được rửa sơ và xé miếng vừa ăn. Nêm thêm xíu đường, xíu tỏi ớt. Món mắm ba khía trộn khế khi hoàn thành chỉ đơn giản là miếng ba khía nâu nâu tím tím, xen lẫn màu vàng của khế, màu đỏ của ớt, màu trắng của tỏi. Có vậy thôi mà sao nó dậy mùi thơm lừng cả góc bếp. Món này khiến người ta nhớ hoài bởi cái vị mặn mặn chua chua không thể lẫn lộn vô đâu cho được. Miếng thịt ba khía ngấm vị khế nên dịu bớt cái mặn, còn miếng khế thì được vị mắm làm cho đậm lại, bớt chua và trở nên hấp dẫn vô cùng. Thiệt không thể nào ngờ được cái thứ mắm bình dân với cách trộn đơn giản vậy mà lại khiến người ta hễ mà nghe thấy là tất tả chạy đi lục nồi kiếm cơm nguội, rồi vừa nhai vừa cắn ba khía rôm rớp, vừa tấm tắc khen ngon. Ngon sao mà ngon dữ dằn vậy à. Về xứ sông nước Cửu Long là về với xứ sở của hàng chục các món gỏi mang hương vị cây trái của xứ này. Gỏi mận giòn ngọt dễ mê, gỏi măng cụt lạ miệng, gỏi xoài, gỏi bưởi, gỏi thanh long và cả gỏi khế chua dịu dàng, tuyệt ngon. Gỏi khế có thể trộn chung với thịt ba rọi, tép đồng đều ngon, hay làm thành món bò bóp thấu mà bà con mình vẫn quen kêu là gỏi bò bóp thấu, thì lại càng nhức nhĩ hơn cả. Món này chỉ đơn giản, có thịt bò xào cho thấm gia vị, được trộn chung với chuối chát và khế sắc lát mỏng, thêm nhúm rau răm, nấm đậu phộng rang vàng đâm bể. Vậy là vừa đủ hạ gục cái bao tử của bất cứ ai rồi đó. Món bò bóp thấu với cái vị chua chua chát chát của chuối khế được bóp kỹ với vị mặn ngọt của thịt bò để hòa quyện lại thành một mùi vị vừa quen vừa lạ mà bất kỳ ai cũng đừng hòng từ chối cho được.
Trái khế, ngoài cái màu vàng khiến người ta ưng ngay từ cái nhìn đầu tiên, thì nó còn gây thương nhớ cho các bà nội trợ bởi cái vị chua được mô tả là phải nhắm mắt, rùng mình. Sao lạ vậy cà? Chua mà sao lại khoái? Bởi những bà mẹ quê luôn có rất nhiều những món ăn trứ danh mang vị chua mà gây nhiều thương nhớ. Và món canh chua chính là một điển hình như vậy đó. Canh chua với vị chua của me, của chanh, trái bần, trái giác, trái khóm, cà chua hay cơm mẻ thì đã quá quen thuộc rồi. Nhưng vẫn chưa đủ đâu khi thiếu mất món canh chua thơm dịu dịu được nấu từ trái khế. Canh chua khế hợp với hầu như các loại cá của xứ mình, từ cá lóc, cá rô hay tôm tép đều ngon. Bỏ trái khế vô nồi nước, nấu cho tới khi chín mềm thì vớt ra, dầm nát để lấy phần nước khế chua rồi trút lại vô nồi. Sau đó mới bỏ tôm, cá và các loại rau vào. Tô canh chua khế khi mới nhìn thì không khác gì các loại canh chua khác của xứ này. Nhưng khi nếm thử thì sẽ thấy vô cùng hấp dẫn đó à nghen. Trái cây của quê hương phương Nam, ngoài để ăn tươi bình thường, còn được đem đi làm thành đủ món ăn ngon, vô cùng hấp dẫn, và còn đem đi làm mứt nữa. Mứt trái cây ở xứ này thì có kể mỏi miệng cũng chưa kể hết được, chỉ có thể khẳng định chắc cú rằng thứ mứt nào cũng thơm, cũng ngon lành hết cả, và mứt khế cũng vậy đó. Mứt khế được sên kỹ từ trái khế chua và đường. Khi mứt kẹo lại thì mới rắc mè, đậu phộng sên chung và ép ra khuôn để cắt miếng. Ngày Tết gia đình sum họp rồi khách khứa tới nhà mà có bình trà thơm với dĩa mứt khế dẻo dẻo chua chua thì thiệt là ấm lòng, thiệt là chan chứa tình quê biết bao nhiêu. Quê hương phương Nam bao đời nay vẫn chan hòa hai mùa mưa nắng. Mưa xuống thì tưới cho tốt xanh ruộng đồng, nắng lên cho cây đơm bông, quằn sai trái chín. Cây trái của xứ này có chua có ngọt, có đủ mọi hình hài, màu sắc, kích cỡ. Nhưng chỉ duy nhất vị ngon và khả năng gây thương gây nhớ là lúc nào cũng chung nhất mà thôi. Nhớ trái cốc xấu quắc, chọi lủng đầu. Nhớ trái dừa khô rớt cái tùm xuống mương nước. Nhớ trái bần mấy bữa tắm sông thường hay trèo cây để hái. Và nhớ nhiều thiệt nhiều, có lẽ là chùm khế treo lúc liễu trên cây. Nhớ nhiều lắm những món ăn ngon của bà, của mẹ được nấu từ trái khế. Nhớ hoài câu chuyện của bà với cái túi ba gang ăn khế trả vàng. Mỗi người lớn chúng ta, những ai đã từng có cái tuổi thơ gắn liền với câu chuyện ăn khế trả vàng thì chắc hẳn đã từng có một lần đó ngóng hoài ra mé hàng ba nơi có cây khế, mong có con chim thần nào đó tới ăn trái chín cây hay là không. Hồi còn con nít là vậy mà, bây giờ lớn lên rồi, đi xa mỗi lần có dịp về nhà là cũng ra mé hàng ba đó rồi ngóng ra ngoài cây khế, cũng mong có con chim thần tới, nhưng mà không có mong con chim thần tới ăn khế trả vàng nữa đâu. Mong là có con chim thần nào đó có thể đưa mình trở về với tuổi thơ để có thể là nằm ngủ trưa ở mé hàng ba đung đưa trên chiếc võng, được nghe cái giọng kể trầm ấm của bà, rồi được ngửi cái mùi khế chín vàng thơm hoài trong